Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đánh giá cao lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, nhất là tập trung công tác phòng chống COVID-19. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh. Phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu, thời gian đến, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt kỹ các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng các công trình quốc phòng vững mạnh. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã gửi lời chúc Tết Nhâm Dần 2022 tới cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới.